Sứ quang thăm người em phố hội, sông thu bồn con nước lững lờ trôi. Đường chùa cầu mưa buồn răng ngập lối, rừng thông xanh mưa thấm ướt bờ môi. Thường nhớ nhiều người em sứ quang, làn môi hồng xuôi tóc xóa ngang vai, bờ mi cao nhấp nhô thuyền cửa đại, sóng ra rào vang vọng tiếng thông reo. Bao kỷ niệm mình bên nhau, ước mơ chung đôi nhịp cầu, nào ngờ đâu tuổi thơ ép vào trang giấy. Cuộc đời mộng mơ nhớ thương mùa phương nở, ngăn chia đôi bờ anh đứng chờ ngẩn ngơ. Ra em trắng mình màng hơn các biển, mắt em xanh như dòng nước Hà Giang, tình ta đẹp như vầng trăng soi sáng, tên chúng mình lưu niệm ngũ hành sơn. Về nơi xứ quang tâm người em phố hội, sông thu bồn cồn nước lững lờ trôi. Đường chùa cầu mưa buồn răng ngập lối, rừng thông xanh mưa thấm ướt bờ môi. Thường nhớ nhiều em yêu xứ quang, làm môi hồng xuôi tóc xoa ngang vai, bờ mi cong nhấp nhô thuyền cửa đài, sóng rát rào vang vọng tiếng thông reo. Dạ em trắng mịn màng hơn các biển, mắt em xanh như dòng nước Hà Giang, tình ta đẹp như vầng trăng xua sáng, tay chúng mình lưu niệm ngũ hành sơn. Tình ta đẹp như vầng trăng xua sáng, tay chúng mình lưu niệm ngũ hành sơn. Tình ta đẹp như vầng trăng xua sáng, tên chúng mình lưu niệm ngũ hành
Trung xin được chào đón toàn thể các quý vị khán giả cùng đến với Live Show Trường Giang 2016 Trang Nghề Sứ Quảng 2 với chủ đề Về Quê. Xin cảm ơn các nghệ sĩ với tiết mục mở màn được mang tên Tình Em Sứ Quảng. Xin cảm ơn những tràng pháo tay cổ vũ từ phía toàn thể các quý vị. Thưa quý vị, đứng trên sân khấu với Thành Trung một lúc này, đó chính là nhân vật chính của chúng ta trong Live Show, đó chính là Trường Giang. Một nghệ sĩ có quê hương, quê cha đất tổ thì tại Quảng Nam, Đà Nẵng. Và Trường Giang thì có hai quê hương, một là Quảng Nam, Đà Nẵng, hai là ở Đồng Nai, nơi mà Trường Giang đã lớn lên và phát triển. Thế nhưng Thành Trung được biết, cách đây ít lâu thì Trường Giang đã về Đồng Nai, đã biểu diễn cho bà con cô bác trong chòm xóm, được gọi là xóm Quảng Nam ở đó. Và ngày hôm nay thì lại có cơ hội đứng ở đây để biểu diễn một lần nữa cho những người khán giả thân yêu tại quê cha đất tổ của mình. Thì Trường Giang cảm thấy thế nào và muốn nói gì với những khán giả đang rất yêu thương mình có mặt tại đây? Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Vì thiệt ra từ lúc em bước đi học trường sân khấu là em không bao giờ dám nghĩ thì sao mình là nghệ sĩ mà sau này mình đứng trên sân khấu để mình làm live show. Chưa bao giờ dám nghĩ. Hồi đó học chỉ để sống, học để kiếm sống, tại vì không biết con đường nào khác, bởi vì mình mê cái đó. Rồi sau này trời cho được cái này, được cái kia, thì mình nghĩ trong đầu là cái máu trong người là máu Việt Nam, và cái quê hương là Quảng Nam, Đà Nẵng. Còn em là em sinh ra và lớn lên Đồng Nai, nhưng mà quê cha đất tổ, nơi chôn nhau các đốm là ở đây. Thì có tổ, có tiên, có cha, có mẹ, có ông, có bà, có tất cả bề trên thì mới tới mình. Cho nên Trường Giang vẫn nghĩ rằng là cái gì cũng vậy, phải có người trước mới có người sau. Và cái quê hương thì nó mãi mãi, cho dù có cố làm gì thì nó không bao giờ xê dịch đi đâu được. Cho nên khi có tiền, đủ tiền và đủ sức thì cái live show mà tổ chức ở quê hương là chắc chắn phải xảy ra, không chạy đi đâu được. Và ngày hôm nay nó đã xảy ra. Ngày hôm nay nó đã xảy ra. Và đặc biệt nó xảy ra không phải 100, 200, 500 mà là full option. Hết chỗ ngồi, quá hãnh diện, niềm tự hào. Vâng. Nói theo kiểu ngôn ngữ ô tô là full option, còn nói theo ngôn ngữ của truyền hình người ta gọi là full HD. Vâng, thưa quý vị. Dạ, em nói luôn là em là cái máu em là cái gì cũng phải quê nhà, mắm khô vậy thôi. Với lại cái máu em là em cũng rất là vui khi được tất cả các ekip anh chị hỗ trợ để làm một cái live show đầu tiên ghi hình mà hoành tráng như thế này ở đất Quảng Nam, ở cái miền đất mà toàn cực khổ nắng gió thôi, ở cái miền mà năm nào bà con phải chịu này chịu kia. Nhưng mà không, người Quảng Nam, Đà Nẵng là những con người dù chết phải nhồi lên chết trên nóc nhà chứ không chết ở dưới. Dạ, ngày hôm nay em được một cái live show như thế này là nhờ miền đất khổ cực. Chứ không, nói thiệt quý vị là em mà sinh ra trong một gia đình giàu là giờ em chắc cũng ăn chơi đâu đó rồi. Thiệt, cực khổ quá, phải nhoi lên để sống, nhoi lên để sống. Cuối cùng nhoi được làm cái live show luôn, ghê không? Thiệt, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, để có được sự thành công trong cuộc sống, chúng ta luôn cần những sự giúp đỡ. Trước hết là của gia đình, sau đó là của bạn bè, rồi sau đó nữa là của những người thương yêu chúng ta ngoài cuộc sống kia. Trường Giang được thành công như ngày hôm nay, có một live show cho riêng mình hoành tráng như thế này, đó là sự giúp sức của rất nhiều các anh chị em nghệ sĩ, của những người thân trong gia đình, và đương nhiên không thể thiếu những nhà tài trợ chính, những người đã luôn luôn hiểu được cái tâm của Trường Giang và luôn ủng hộ Trường Giang trong những chương trình ý nghĩa như thế này. Và ngay bây giờ, cho phép chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu đại diện của nhà tài trợ chính cho live show Trường Giang 2016, đó chính là nhãn hàng nước mắm Thái Long, sẽ nhận bó hoa tươi thắm từ phía Trường Giang thay cho lời tri ân. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu bà Phan Triệu Nhất Tâm, giám đốc marketing cao cấp của công ty sản xuất hàng tiêu dùng Thái Long. Cảm ơn chị Tâm rất là nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người. Khoan, đã đứng lại xíu. Giới thiệu đi, giới thiệu về quê cha đất tổ, về giới thiệu người. Dạ. Đây không phải là người ở đâu hết. Đây, Thăng Bình. Thăng Bình, Quảng Nam, ngã ba cây cốc chạy vô.
Dạ, nhưng mà hai mấy năm về quê được lần. Nhớ quê hương ghê. Thì chính vì vậy yêu em, lấy em để sau này được chăm về quê thôi. Dạ, cảm ơn quý vị. Bây giờ cười, khóc, không nói gì nhiều nữa. Cảm ơn quý vị. Vâng, một cặp Quảng Nam, thưa quý vị. Ông bà ta nói một câu rất đúng là ta về, ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Và người ta cũng nói rằng, thưa quý vị, tài sản lớn nhất của con người đó chính là sức khỏe. Tài sản lớn nhất của một người đàn ông đó là gia đình và bạn bè. Tài sản lớn nhất của một người nghệ sĩ đó chính là những khán giả và tình yêu thương mà họ dành cho mình. Đêm nay, Trường Giang là người đàn ông giàu có nhất. Và một tràng pháo tay nữa cho Trường Giang của chúng ta. Chủ đề về quê đó là chủ đề của chương trình. Và bây giờ sẽ là một liên khúc đúng với chủ đề, liên khúc quê hương, được trình bày và giới thiệu với các quý vị thông qua giọng ca của nam ca sĩ Trương Quốc Bảo. Xin mời. Trên bông lúa xanh và tình yêu trong tim có em gần bên anh, dịu dàng anh đưa em qua tháng năm ở nơi đây tràn đầy mến thương, gửi lời yêu lắm môi quê hương Việt Nam. Mùa xuân sang muôn hoa thắm tươi khắp nơi nơi rộn ràng tiếng cười, và hạ sáng mang theo khát khao màu nắng mới. Rồi mùa thu qua cho bao ước mơ, mỗi sớm chiều cùng nhìn lá rơi, gửi lời yêu lắm mỗi quê hương Việt Nam. Yêu lắm nơi này, yêu lắm nơi này, yêu lắm những gì nhẹ trôi êm đềm. Yêu lắm nơi này, yêu lắm nơi này, và gửi lời yêu lắm quê hương Việt Nam. Tôi yêu người Việt Nam này, cả trong câu hát ca dao. Tôi yêu người Việt Nam này, cười vui để quên đớn đau. Tôi yêu người Việt Nam này, mẹ ơi con mãi không quên. Ngàn nụ hôn trong tim dành tặng quê hương Việt Nam. Yêu cánh đồng, yêu hạt lúa thơm, yêu cơn mưa rơi trước hiên, yêu nắng dài trên tà áo em bay. Hàng ngày cà phê trước thềm, yeah yeah yeah, bạn bè hàn huyên suốt ngày. Tôi yêu người Việt Nam này, cả trong câu hát ca dao. Tôi yêu người Việt Nam này, cười vui để quên đớn. Trong tim dành tặng quê hương Việt Nam. Tôi yêu người Việt Nam này, cả trong câu hát ca dao. Tôi yêu người Việt Nam này, cười vui để quên đớn đau. Tôi yêu người Việt Nam này, mẹ ơi con mãi không quên. Ngàn nụ hôn trong tim dành tặng quê hương Việt Nam. Tôi yêu người Việt Nam.
xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn rất nhiều. Thưa quý vị, trước mắt chúng ta sẽ là tiểu phẩm đầu tiên trong live show Trường Giang 2016. Nhưng trước hết thì chúng tôi cũng xin được nói với các quý vị câu chuyện về tiếng Việt của chúng ta. Với cùng một từ nhưng ghép từ đó với từ khác thì chúng ta lại có nhiều ý nghĩa khác nhau, nhiều cung bậc khác nhau. Tôi nói ví dụ, một cái từ mà đã giúp cho chúng ta có mặt ở đây hôm nay đó chính là chữ tình, thưa quý vị. Chữ tình mà ghép với từ khác thì nó lại ra những cái cảm xúc khác và có những cái khó khác nhau. Ví dụ tôi nói là khó cắt đứt nhất trong cuộc đời này đó chính là tình cảm. Khó tìm nhất đó là tình yêu. Khó quên nhất là tình cũ. Khó có nhất là tình bạn. Khó trả nhất là tình người. Khó kiếm nhất là chân tình. Mà khó chịu nhất là vô tình. Mà tình nhất trong cuộc đời này đó là nụ cười của người mình yêu. Ai đồng ý thì vỗ tay ạ. Chia tay với cả từ tình thì bây giờ tôi lại mang quý vị tới một từ nữa. Một từ mà ai cũng hiểu nghĩa của nó, nhưng ghép thì nó lại khác nhau. Đó là từ nổ, thưa quý vị. Cháy nổ thì nguy hiểm, năng nổ thì giúp được thân, ăn nói mà hay nổ thì làm khổ chính mình. Và bây giờ sẽ là một minh chứng cho lời nói đó của tôi với một tiểu phẩm được mang tên Con Tôi Làm Giám Đốc, với phần trình diễn của các nghệ sĩ Gia Linh, Hoàng Mèo, Tiến Luật, Thu Trang và Danh Hải, Trường Giang. Lão! Trời ơi, lẹ lên coi! Từ từ mày ơi! Cái gì mà trễ quá, trời quá đất à. Từ từ, làm gì gấp dữ dạy vậy? Đâu? Nè. Đâu? Mang đi. Đưa một cặp đi, đưa gì mỗi lần đưa một chiếc mày. Mày mang một chiếc mày cò đó, tao phải cầm ra cho mày á. Mày phải nhâm tay rồi đi chứ. Đâu phải giám đốc muốn nói gì nói. Nên nhớ tao với mày là bạn bè nha. Biết rồi, khổ quá. Áo vest tao đâu? Áo vest mày tao bỏ giặt rồi. Giặt ở đâu? Giặt ở tiệm mới giặt ở đâu trời. Sao ra đó lấy? Quên để giặt tiệm nào rồi. Rồi biên nhận đâu? Biên nhận bỏ trong cái áo vest luôn rồi. Trời ơi, hôm nay tao đi Hà Nội rất là quan trọng, mày hiểu không? Hà Nội có bán áo vest mà. Thì ra ngoài đó mua cái áo vest bận vô dán mày, vest nào bận không được. Rồi, lấy xe đi nha lên. Thì xe từ từ đi nè. Gì nữa? Cầm này đi rồi trước khi mày đi tao muốn mày biết hết toàn bộ sự việc để mình dễ tính toán với nhau. Vượt đèn đỏ. Cái dưới là chạy ngược chiều. Trời ơi. Còn hai cái nhỏ nhỏ là đổ sai nơi quy định. Trời ơi, mày là tài xế nha Long. Thì tài xế mới vi phạm luật giao thông chứ bình thường đâu vi phạm chi. Ê mày. Đúng không, tài xế người ta chạy mới vi phạm chứ người thường đi bộ ai vi phạm làm gì. Mày nói vậy em nói được hả? Thì đó, tao nói được chứ sao không được. Nhưng mà mày đâu cần mày phải chửi vô mặt tao. Chửi cái gì? Nói gì ra mày cãi đó, nói gì ra mày cãi đó là sao? Như vậy là mày chửi vô mặt tao đó. Vậy là chửi hả? Mày... Bạn bè có ai như vậy không? Hai thằng bạn học chung với nhau, một thằng làm giám đốc, một thằng làm tài xế. Thì mình phải tôn trọng lẫn nhau, mình nói chuyện bằng tình bạn đi. Ngày xưa mày học lớp 1, ai là người cho mày mượn đôi dép mày đi về? Mày cho. Mày học lớp 5, ai là người đưa cái áo sơ mi cho mày bận? Lúc đó mày không có áo. Cột mốc đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mày là 37.000 tao đưa cho mày để mày cầm tiền mày lên trên Sài Gòn mày lập nghiệp, mày mới có ngày hôm nay. Rồi cảm ơn. Được rồi. Tao với mày bạn bè. Được rồi ông. Mày làm giám đốc, tao làm tài xế. Được rồi ông nội, cái này để tao đóng được chưa? Nha. Rồi. Như vậy mới là bạn bè. Được chưa? Rồi đi. Đi đâu? Ra xe đi. Xe đâu đi? Làm sao? Bao nhiêu đó biên bản công an giam xe là đúng rồi, không cãi được. Trời ơi Long ơi, tao đánh mày được chưa Long? Hả? Tao đánh mày được chưa? Mày làm gì tao? Tao quất mày vậy làm gì? Lớp mày nghĩ một, sao mày là tài xế? Lớp 1 ai cho mày mượn đôi dép? Hồi lớp 5 ai cho mày mượn cái áo? 37.000 cục mốc đáng nhớ trong cuộc đời của mày. Mày lên Sài Gòn mày lập nghiệp, mày không có tiền xe, tao lấy tiền xe tao đưa cho mày 37.000. Dạ ông nội. Rồi dạ. Bây giờ mày làm giám đốc mày đòi quýnh tao. Rồi tao quýnh tao. Trời ơi tao tức quá. Đó mày quýnh tao nè, nè. Mày quýnh tao nè. Ừ thương. Trời ơi, nó là bạn tôi, mà làm tài xế mà giống như ông nội tôi vậy. Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng dạ. Cây. Ra kêu taxi cho tao đi liền. Tao đi kêu cho mày hả? Ờ đúng rồi, tao phải đi kêu chứ mày làm giám đốc mà. Quên. Anh Long. À, gì? Gì em? Ai? Anh Long. Anh nghe nè. Anh Long chồng tôi.
Mắc mớ gì anh nghe nè. Ủa bạn ơi, hai người cùng tên Long mà bạn. Bạn nói với vợ bạn sao chứ, hai người cùng tên Long mà. Ủa anh ơi, mắc cười quá anh. Ở đây là nhà của vợ chồng người ta, thì kêu anh Long là biết kêu chồng tao. Để tôi kêu tài xế, tôi kêu anh Long. Tôi cũng ở trong nhà này mà. Nhưng mà ở đây là Long giám đốc, còn kia là Long tài xế. Thôi rồi, mày đi đi, mày đi đi, mày đi giùm tao đi. Bạn, tôi không để bạn là chắc tôi xúc vợ bạn luôn. Ê! Tính tôi nóng nha bạn. Mày thôi nha mày. Trời, nó làm như tôi dễ sốt lắm, giờ tao thắc má mày luôn mày. Thôi mày đừng nói. Đừng em. Nhắc không tới không nó. Thôi, sao anh không đuổi đi? Nhắc tới anh nó. Anh không đuổi đi. Rồi, anh sẽ đuổi. Trời ơi, mỗi lần nhắc tới nó là kêu lớp 1, lớp 5 với 37 ngàn. Bạn bè anh á, kỳ ghê á, tối ngày có chuyện nhiêu đó, nhắc hoài có 37 ngàn, giờ anh trả không 370 rồi kêu ông đuổi, ông đi cho không rồi phải đi. Em biết sao không? Cái đó là cái tình bạn, cái quá khứ của anh với nó. Thôi bây giờ vậy đi, bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ nè, anh đi công tác phải không? Đúng rồi. Chừng nào về? 4 ngày. Trời ơi chết rồi, trong 4 ngày đó em nhớ anh làm sao em chịu nổi. Ồ, được rồi, không sao, anh cũng nhớ em. Làm sao mà có thể chịu nổi. Nhớ mà. Nó nghe nè, mà nghe em dặn nè. Đi ra công tác ở chỗ xa như vậy á, phải nhớ cẩn thận sức khỏe nghe không? Rồi anh. Ừ, chuyện này mới quan trọng. Sao? Nhớ đem theo áo mưa nghe. Nghe không? Em... Dạ. Dạ. Sao? Thoải mái luôn hả? Trời ơi anh ơi, thời buổi này thời buổi nào rồi mình không thoải mái anh. Phải đem theo áo mưa mà không phải đem một cái. Đem nhiều cái cho chắc ăn. Biết sao không? Tại vì có nhiều cơn mưa bất chợt đó anh. Mình đâu có đoán được đâu. Trời ơi, lỡ bệnh chết. Không, em yên tâm. Anh sẽ để ý. Yên tâm. Em biết là anh để ý rồi, nhưng mà cứ đem theo đi cho chắc, phòng ngừa nghe không? Trời ơi, ông ngừa. Trời ơi, anh cưng giỡn quá. Cái gì nữa, dạo này ngoài Hà Nội mưa gió dữ lắm. Không đem theo áo mưa, mắc mưa rồi sao? Hình như sai sai cái gì nè, đúng không? Hình như đang suy nghĩ cái gì nè, đúng không? Tôi vừa nói là cái này tôi phát hiện tôi sai sai cái gì nè. Ủa vậy chứ không phải em muốn anh... Cái gì? Anh nói cái gì? À không có. Anh nghĩ áo mưa nào? Anh nghĩ áo mưa nhỏ phải không? Anh nghĩ áo mưa nhỏ đúng không? Không. Tôi đang nói cái áo mưa mình mặc đi mưa, còn anh đang nói về cái áo mưa nào? Áo mưa mặc hả? Đi mưa luôn. Anh nha, anh vừa lại phải thôi nha. Rồi, anh nhớ. Anh hứa là anh đi một mình em đúng không? Ừ, một mình em. Anh mà lén phép một con nhỏ nào là anh chết. Dạ. Anh nhớ rồi. Anh nhớ. Nhớ chưa? Nhớ rồi. Ây, chuồng lắm á. Xe tới. Dạ. Xe tới anh, xe tới rồi. Đi. Em tiễn anh một đoạn. Đi đâu? Em tiễn anh một đoạn. Ủa, đi Hà Nội đâu phải đi chết đâu mà tiễn đoạn, nghe thấy ghê vậy trời. Mày. Tôi nói thiệt á, tôi nói tiễn một đoạn nó không có gì á, ông dịch ra mới thấy ghê á. Thôi đi. Em tiễn anh một đoạn đường. Nha, rồi xong em đi công chuyện luôn. Ok. Em đi công chuyện, em đi công chuyện có cần anh tiễn em đoạn luôn không? Anh nói nghe nè, em giết người mà em không ở tù là em giết cái thằng quỷ này trước. Được. Nhìn cái mặt em không ưa nổi, không biết làm sao mà nó có thể có lấy vợ được. Đừng em. Lớp 1, lớp 5, 37 ngàn. Trả nó 370, đuổi nó đi. Em không hiểu đâu. Đi em tiễn anh một lần. Mai là vợ mày, chứ vợ tao quánh một ngày 8 lần. Trời, mày ghen quá, vợ ai mày đánh 8 lần mày. Em, lớp 1, lớp 5, 37 ngàn. Giận lắm anh, em giận lắm. Ghen lắm. Làm cho nó thôi mà tự nhiên vợ nó xỉa xói. Bây giờ nhà nè, một mình tôi một cõi nè. Chỉ cần giữ cho nhà cửa sạch sẽ thì muốn làm gì cũng được. Hey. Ba. Long con. Ba thiệt hả? Mày khỏe không? Trời đất ơi. Ba, bỏ xuống giùm con đi ba. À, tao quay mày không về quê, tao sợ mày thèm gà. Đem gà với nước mắm cho mày làm gà chiên nước mắm. Giờ ghế hả? Giờ bỏ bên đấy. Trời. Chết con ba ơi. Hả gì? Bỏ xuống. Không, cái gà này làm nước mắm ngon lắm mày. Trời ơi, gà này mập không á. Đây nè. Mà tính làm gì vậy? Tao lấy ra cho mày coi chứ làm gì. Trời ơi, con này con gà mái nè, con này con gà trống nè. Đó. Con nào nấy mập thù lù mày thấy không? Ở dưới tao cho ăn bắp không á, mập dữ lắm. Nè, đó. Bắt vô ba. Bắt vô gì cho nó chạy, cho nó cái cơ nó săn ăn cho nó chắc. Rồi một hồi nữa nó làm thì cái.
Thì đâu có gì đâu, nó ỉa thì mình dọn thôi. Trời ơi, làm vậy ngồi con bị chửi. Mày nói mày làm giám đốc nhà mày mà ông nội đâu dám chửi. Mấy đứa nhân viên chửi con. Nhân viên mà chửi giám đốc mày? Giám đốc ăn ở không vệ sinh. Sao vậy con? Sao vậy? Cha dặn mày bao nhiêu lần phải vô toilet chứ. Thấy không? Tại sao mày lì vậy? Mày cãi tới hoài vậy? Hả? Hai đứa bay lén lút quen nhau tao chưa nói nghe chưa? Sắp thử hả mày? Hả mày? Sao kỳ vậy? Mày nhìn cái gì? Bữa nay là tao cho mày vô mà chi nước mắm hết chứ mày nhìn cái gì? Bà... đàn ông đàn an gì mà mặc đồ lượm thượm lòi đít tùm lum hết trơn nè. Đi vô kia chơi đi. Đi vô kia. Thôi. Đi vô kia chơi. Bắt nó lại đi ba. Đi vô kia chơi đi. Trong kia có xả với gừng rồi. Đi vô kia. Đi vô. Đi vô trong kia. Trời ơi. Cái gì vậy ba? Đi vô trong kia đi con. Nó bay tùm lum hết còn ngồi chết con bây giờ ba ơi là ba. Thôi. Con vật cũng như người để cho nó có cuộc sống tự do đi. Rồi bây giờ ba lên thăm con rồi con khỏe nè ba. Ê trời. Ba về đi. Gì? Thấy con khỏe được. Mày khùng quá. Lâu quá mày không về quê tao lên tao thăm mày tao chơi mày. Tháng hai tháng tao về. Trời ơi trời. Sao không gọi điện thoại cho con trước? Cái gì vậy? Đù. Nhà to dữ mày. Thì nhà giám đốc mà. Đù. Mấy tỷ? Năm tỷ. Đù. Kinh. Giám đốc lương tháng nhiêu? 500 triệu. Ở cái nhà 5 tỷ. Lương tháng 500 triệu mà mỗi tháng mày gửi tao có 5 triệu. Bà trời nội ơi, cha ba ơi ba. Bà nội cha mày bất hiếu. Tại sao vậy? Mày làm một tháng 500 triệu. Mày ở cái nhà 5 tỷ mà mày gửi tao có 5 triệu kì. Má. Má gì tự nhiên chửi con vậy? Má mẹ xuống vàng chắc buồn mày lắm. Con tụi con phải chi xài tùm lum tùm la thứ đầu tư tùm lum hết ba. Mày xài cái gì mà dữ vậy? Tháng mày làm 500 triệu. Mày ở cái nhà 5 tỷ. Dạ. Mà mày gửi tao có 5 triệu. Con biết rồi. Mày nên nhớ. Tao là người đẻ ra mày được. Thì tao cũng có thể nhét vô được. Mày nên nhớ như vậy. Má đẻ con ra chứ ba đâu có đẻ đâu ba đòi nhét. Không có tao hỗ trợ. Làm sao ba đẻ được mày? Trời ơi. Rồi ba còn lên đây ba còn nói cà rỡn chứ đó. Mày phải biết rằng cái gì cũng có trước có sau. Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Mày nhớ năm mày học lớp 1 không? Trời ơi trời. Hồi đó mày không có đôi dép mang. Tao mới dồn hết tất cả tiền bạc tao mua cho mày đôi dép. Vậy mà mày nỡ lòng nào mày lấy đôi dép đó mày cho thằng bạn nào đó của mày. Làm sao tao quên được. Mày phụ tao mà. Mày nhớ lớp 5 không? Nhớ. Tao thấy mày mặc áo rách, tao mới lấy hết tiền tao mua cho mày cái áo để cho mày mặc đẹp với người ta. Vậy mà mày cũng lấy. Mày cho thằng bạn nào đó của mày. Mày làm tao buồn mấy ngày trời. Chưa, mày nhớ 37 ngàn không? Trời ơi, trời ơi, nhớ hết luôn ba ơi. 37 ngàn không? Tất cả tài sản tao bán nước mắm tao đưa hết cho mày để mày lên Sài Gòn mà lập nghiệp. Cuối cùng mày đưa 37 ngàn cho thằng bạn nào đó của mày. Tới giờ tao không biết thằng có phước phần ở thằng nào. Bây giờ mày ngon rồi. Mày làm giám đốc. Dạ. Mày ở cái nhà 5 tỷ. Dạ. Tháng mày làm 500 triệu. Dạ. Đưa tao có 5 triệu. Trời ơi, nói hoài luôn á. Không biết giống cái gen hay sao mà bị cái bệnh nói hoài luôn á trời. Thôi bây giờ, ba thương con, ba ra ngoài ba ở giùm con đi. Thôi, tao biết rồi. Tội nghiệp mấy gà, để bầm lên salon cho nó ngồi. Trời ơi, một bãi chuyện này chùi không có ra đâu. Khi mua bộ khác. Không được. Mày ở cái nhà 5 tỷ. Mày lương tháng 500 triệu. Mày đưa tao có 5 triệu. Trời ơi. Mày xá gì bộ xa lắm. Ôi mà ba thương con đi ba. Tại vì thôi con... được rồi. Đừng nói nhiều nữa. Tao đi tắm. Phòng mày đâu? Ra ngoài tắm được không? Mày giám đốc phòng to nhất. Tao vô phòng to nhất. Bảy. Cái phòng bự nhất là phòng của nhân viên á. Phòng tài xế. Mày xây nhà cho tài xế mày ở hả? Tại vì ở chung đi công việc chung á, con cho tài xế con ở trong đó. Bây giờ mày tiếc với cái người đẻ ra mày. Rồi bây giờ mày có bạc tỷ, mày mua 5 tỷ một căn nhà. Lương mày tháng 500 triệu. Tao được có 5 triệu. Thôi mà ba ơi, trời ơi ba nói hoài à ba. Tao đâu có phải là vì tiền, tao đâu phải vì tiền mày. Tao nói cho mày hiểu cái đạo lý. Chứ tao bán nước mắm, tao mua được cái sân vận động luôn chứ nhà gì mày. Ba lên đây đi có một mình hay xách tay xách nách mang ở đây mình vậy? Tao đi. Mày hỏi chi? Bây giờ mày có nhà 5 tỷ.
Rồi. Lương mày tháng 500 triệu. Tao vẫn 5 triệu. Mày ba, hỏi làm gì? Ba ơi, ba thương con đi ba bây giờ. Không bây giờ chị đi ba. Ba ở nhà ba chơi chút xíu, ba đừng có đi tới đi luôn. Bắt mấy con gà lại giùm con đi ra ngoài con kiếm phòng trọ xong rồi cái con mời ba ra phòng trọ ba ở nghe ba. Nha nha. Ba đừng có phá tội nghiệp con nha ba. Trời ơi, một bãi nè ba ơi. Buồn, cuộc sống bây giờ thay đổi. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Lòng người giờ thay đổi. Trời ơi, đi 4 ngày rồi, cho nên là bây giờ là thoải mái rồi. Tối nay đi quẩy được, ok. Biết là vậy. Nhưng mà không, mày đừng có lo. Tao với mày mà còn ngại gì nữa. Chồng tao mà có biết cũng có sao đâu. Tại vì tao với mày thì thân quá rồi, chồng tao biết mà. Thì đó. Không có sao, tao nói thiệt. Chồng tao đi tới 4 ngày lận. Mình đi chơi tới ngày thứ 3 là mình về là ok rồi. Hiểu không? Không có gì mà mày sợ. Cái gì vậy? À! Ông là ai vậy? Tôi hỏi cô là ai? Tôi là chủ căn nhà này. Nhà thằng Long. Còn ông là ai? Cô không cần biết tôi là ai. Cái gì? Nếu không có tôi hì hục cách đây ba mấy năm thì sẽ không bao giờ có căn nhà này. Ủa là sao? À xin lỗi bác, lộn nhà. Mày, nhà là nhà của tôi mà. Tôi hỏi lại một lần nữa, ông là ai? Cô là ai? Tôi là ai à? Tôi là vợ của anh Long. Còn ông là ai? Vợ thằng Long. Mày gặp kèo trên rồi mày ơi. Tôi là bà của thằng Long. Dạ con chào bác. Dạ con là bạn gái của anh Long. Dạ con mời bác ngồi. Dạ là con không có gặp bác lần này nên con không biết, bác đừng buồn con. Con ngồi đi bác, ngồi đi, mình uống nước. Dạ bác uống bằng bình hay là sao? À dạ không, mình mới rót ra ly. Dạ đúng rồi, mình rót ra ly cho nó lịch sự chứ bác hả. Dạ đây, con mời bác dùng trà. Bác biết sao không, con quen anh Long 4 năm rồi. Mà con xin anh Long á, cho con về con gặp mặt bác. Mà anh Long không có cho, kỳ ghê vậy đó. Nhưng mà được cái anh Long kể về bác nhiều lắm nha bác. Thiệt, anh Long kể bác nhiều lắm. Bác tên Thái đúng không? Đúng vậy. Nhà ở Phan Thiết nè. Đúng vậy. Bán nước mắm. Đúng vậy. Đi biển. Đúng. Bị chết mất xác lâu rồi. Bác ơi, bác ơi, sao bác ơi thiện hồn vậy đây, bác hù con vậy bác. Bác ơi, con có làm gì sai, bác làm ơn Phước bác tha cho con. Con đâu có lỗi gì đâu bác. Ai chết? Bác chết, mất xác lâu rồi. Thằng chó đẻ. Ba nó sống chờ chờ mà dám đưa lên làm đám giỗ 4 năm mới ghê chứ. Thằng con bất hiếu thiệt. Từ ngày làm giám đốc thấy lòng đổ giả. Bữa nay tao sẽ cho mày ăn đám giỗ đầu của mày luôn. Chết mẹ mày rồi. Ủa bác, tóm lại là bác chết chưa? Sống chứ sao chết được. Vậy là bác còn sống, con mừng quá, con tưởng nãy giờ con gặp. Cô là cái gì của thằng Long? Dạ con là bạn gái con Long, quen 4 năm rồi. Con thiêu thân. Là sao bác? Cô bị gạt rồi. Là sao bác? Thằng Long nó đang dụ dỗ và lừa gạt cô. Vì sao? Vì ở dưới quê Phan Thiết nó đã có vợ sắp cưới 7 năm rồi. Bác nói sao? Vợ Phan Thiết 7 năm? Xạo. Bác xạo với con. Bác xạo với con đúng không? Mày có ta thu mà cái hình tổ ong chưa?
Cô thử nghĩ đi, tôi là ba nó, tôi sinh ra nó, tôi đi lường gạt cô chi để cho con mình mang tiếng xấu. Nhưng mà vì không tôi phải, tức nó thay đổi nên tôi báo cho cô biết, cô cũng chỉ là nạn nhân thôi. Anh Long, anh hứa anh yêu có mình con mà ba. Nó luôn hứa yêu một mình cô. Dạ. Nhưng mà nó quen với nhiều cô. Cái gì vậy ba? Vậy là anh phản bội con 4 năm nay hả ba? Anh lừa gạt con hả ba? Con gọi điện thoại cho anh về, anh giải quyết cái chuyện này. Không có đi công tác gì hết trơn á trời hả? Sao mà luôn ra con nhỏ ra khỏi nhà này luôn. Con không ở trong cái căn nhà này nữa. Về đây. Alo. Trời ơi, là dầu sôi lửa bỏng mà còn hết tiền nữa. Cái thằng này nó ghê thiệt ta. Bác Thái ơi. Bác Thái. Mày vô đây chi vậy? Mày vô đây chi đó nghe, mày đợi ngoài kia mày vô đây chi vậy? Trời sao bác vô đây bác hả? Mình tự nhiên kêu con đứng ở ngoài kia. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Cái nhà bự dữ vậy trời. Trời đất ơi, cái nhà vừa bự mà vừa đẹp nữa, cái gì cũng có hết trơn à. Bác ơi bác, cái nhà bự vậy ở một mình ảnh uổng lắm á bác. Bác nói với ảnh là cưới con gấp đi, đặng con về đây con làm chủ ở nhà này luôn, kêu bà con hàng xóm lên đây ở chung cho nó vui bác. Đa số phụ nữ khi đã muốn lấy tiền đàn ông đều bị nó bỏ trước hết nghe. Là sao bác? Bây giờ mày về quê, mày nhắm coi được thằng nào nó thương mày, mày hốt luôn đi. Đâu có hốt được, con thương có mình anh Long, mà anh Long cũng vậy, thương có mình con. Giờ về hốt ai, giờ con với anh phải hốt nhau thôi. Muộn rồi. Muộn gì bác? Nãy giờ bác nói gì con không hiểu gì trơn trọi vậy bác. Đau lòng lắm khi có một đứa con trai làm giám đốc thay lòng đổi dạ. Nó quen mày 7 năm dưới quê. Dạ. Nhưng mà nó lên đây, nó có vợ 4 năm rồi. Giỡn với con hả bác? Bà nội mày, tao già tao giỡn với mày hả mày? Không phải bác ơi. Bác ơi, cái chuyện này làm sao con tin được bác? Anh Long anh thôi. Tao tận mắt chứng kiến, tao thấy con ghê đó rồi. Nhưng nó tươi hơn mày. Bác ơi, không có chuyện đó đâu bác. Anh Long ở dưới quê anh yêu con mình con à. Con ở dưới đó con chờ anh 7 năm rồi, làm sao mà anh có vợ được? Bác con không chấp nhận được đâu bác ơi. Thì dưới quê anh yêu mình mày, trên này cũng yêu mình nhỏ đó. Trời ơi bác, ở chỗ một con mà. Bác ơi, chơi vậy chơi mất dạy lắm. Bác ơi, bác làm cha mà, nói giùm con tiếng đi. Con ở dưới đợi 7 năm rồi, làm sao anh bỏ con được? Bác con không tin đâu. Thôi được rồi, để tao. Bác. Để tao. Tao đi kiếm nó về, giải quyết chuyện này. Thay bác đổi ơi. Thay đổi. Ở đây đi, tát về quê với tao, nghe chưa? Chết rồi. Trời ơi, anh Long ơi. Trời. Anh Long ơi. Còn cái giấy chứng minh nhân dân không mà cũng quên. Chơi. Ủa? Gì chơi kỳ anh Long ơi. Dạ. Em đi đâu vậy? Em lên kiếm anh Long. Rồi gặp Long chưa? Em chưa có gặp anh Long. Vậy để em kiếm Long nha. Rồi. Sao vậy? Em chưa gặp ảnh nhưng mà hả, em mới biết được một cái hung tin. Tin gì? Anh có vợ trên đây được 4 năm rồi. Trời ơi, hèn gì. Hèn gì nó xin tiền anh hoài à. Tiền gì nó cũng xin hết. Thằng này phản bội thì kỳ cục. Không sao, không sao. Để em nói chuyện lại với nó. Anh ơi, em đau lòng quá anh ơi. Cũng may là em còn trong trắng thôi, kể kiếm đứa khác cũng được nữa. Trong cái gì mà trong hả anh? Anh nghĩ thử coi, quen nhau 7 năm trời, anh bào em tới đâu luôn cho ở đó mà giữ. Chưa hết đâu, cái này mới ghê nè. Cái gì nữa? Em có bầu rồi. Anh ơi, em đau khổ quá anh ơi. Không sao, cứ sanh đi. Anh lo. Ai lo? Anh lo. Rồi vợ con anh sao? Sợ gì? Sao không sợ? Sợ nè. Em tỉnh em. Ai vậy, ai vậy? Anh nói sao?
Hả? Hả? Đứng làm cái gì xem nào? Đi qua đây đó! Nhanh lên! Cái gì? Anh giỡn mặt với tôi hả? Hả? Gì? Anh qua đây đó! Cái gì vậy? Hả? Con quỷ này qua bên này đó! Bên anh đứng yên ở đó cho tôi! Anh đứng yên ở đó cho tôi! Anh nói gì? Anh nói gì? Nói lại nghe coi nè. Cái này là ai? Ai? Bạn gái Long. Bạn gái Long. Chị ơi, tự hào, chị tự hào. Ừ. Chị ơi, chị bình tĩnh đi nghe buông em ra, nói buông này ra, chị. Em buông ra. Mình là phụ nữ, mình không quỷ mì như vậy được. Khi mà một vấn đề này xảy ra, mình phải chặt đứt. Em hiểu không? Em đứng yên ở đó cho chị nha. Em cho nói lại thêm lần nữa. Em bình tĩnh nha. Ai đây? Ai? Bạn gái Long. Bạn gái Long. Chị ơi chị, bình tĩnh em nói đi anh. Chị làm cho tội nghiệp mà chị. Im lặng. Bình tĩnh em. Tôi sẽ xử chồng tôi chứa xong rồi tôi qua tôi xử tới cô. Đi vô chồng. Nhanh cho em nói đi chị. Đi vô chồng không nói gì hết. Vô. À, dạ em vô, vô. Bình tĩnh em. Trời ơi, em bị gì vậy? Tôi điên rồi. đừng điên em, bình tĩnh em. Anh lừa gạt tôi 4 năm nay ha. Anh là đồ sở khanh. Cái gì vậy? Đừng chối nữa, ba của anh đã nói cho tôi biết hết rồi. Anh lừa gạt tôi. Em gặp ba anh. Ba của anh đứng ngay chỗ này đã nói cho tôi biết anh là đồ lừa dối. Ủa? Anh có nói với em rồi mà. Nè nè nè, coi nè, sao nói sao nè. Ba anh. Ừ. Đi biển. Mất xác hả mày? Mất xác hả mày? Mày định nói mất xác đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi hả mày? Ba mày mày còn chơi nữa mà ai mày không chơi hả? Em. Mất dạy. Em bình tĩnh đi. Đừng nói nữa. Em. Anh đừng bao giờ. Không phải. Nói nữa. Đừng để. Trời ơi, từ nãy giờ, từ nãy giờ. Không có ai mất hết trơn á. Ba đứng ở đây nói gì với tôi mà mất cái gì? Không có. Em bình tĩnh đó. Chờ em sao vậy? Em lại. Thấy em cười là anh nghi rồi. Thôi được rồi. Đi. Vô đây. Đâu có đi đâu. Vô đây anh massage cho. Massage cái gì? Đấm bồn rồi chà lưng. Đau lưng quá. Cái con này nó quen với con mình. Sao bây giờ nó xà nẻo với thằng này? Chà, sao mấy đứa này nó chơi bùng binh vậy ta? Không thể tin được. Bây giờ vô massage chà lưng. Chà hết cái lưng. Rồi nó chà tới cái gì? Ba. Rồi, có phòng rồi, đi dọn đồ đi. Ra ngoài ra phòng ở cho nó khỏe. Tại sao mày lại có thể sống cuộc sống như vậy? Ủa ba nói gì là sao ba? Mày đây. Giờ bây giờ mày bắn qua đây. Giờ bây giờ nó chén. Tại sao mày làm như vậy? Hả? Làm sao ba? Tại sao mày có thể biến thái như vậy được? Ủa sao tự nhiên chửi con biến thái trời? Tao đã biết hết câu chuyện của mày rồi. Đừng có giải ai nữa. Nếu mà bà biết hết sự thật là... thì đó con sống vậy đó. Trời, thông cảm cho con đi. Cuộc tình vòng xoay mà nó tự hào. Tại sao mày có thể sống như vậy được? Trời ơi, ba nói cái gì? Ba biết cái gì ba nói chứ ba cứ vậy hoài con biết cái gì đâu. Mày ở cái nhà 5 tỷ. Một tháng mày 500 triệu. Rồi. Mày gửi tao chỉ có 5 triệu. Trời ơi, cái này nãy nói rồi. Có nghĩa là cái kèo 7 năm mà là mày gửi 5 triệu. Dưới quê mà, chắc chắn bằng tao thôi. Nhưng cái kèo kia nó tươi hơn, chắc 15 triệu đúng không? Hèn gì, tao chỉ có 5 triệu. Bạc bẻ, mày nên nhớ. Tao đẻ mày ra được, thì tao nhét mày vô được. Trời ơi trời. Ra đây mày, ra đi con. Ai vậy? Dạ. Ủa, mấy dê. Em lên đằng nào vậy? Anh Long. Anh nè. Anh Long. Anh nè. Mất dạy. Trời ơi, anh làm tôi nhớ tôi đợi anh 7 năm bây giờ anh lên anh cưới vợ 4 năm là anh sao chơi cho kỳ vậy hả anh Long, anh tránh ra đi. Cưới vợ gì? Ra đi, không gặp anh nữa đâu.
mấy người nữa đi ra chỗ khác. Ra đi. Sao có gì vậy? Trời khổ quá. Trời ơi, tại sao lại có thể chơi bồng binh hiên ngang như vậy được? Buông ra, đi qua lại. Trời ơi, bây giờ mày đặt omomatic nữa hả? Buông ra, em đổ lại. Tao tán chết mẹ hả? Bước lên, bước kia, bước kia, bước lên. Trời đất ơi, hai thằng của Hùng đứng lên cho hai nhỏ nó ngồi. Bây giờ nghe tao hỏi đây, chuyện đến nước này rồi, bể ra là nhục với bà con hàng xóm láng giềng, mặt mũi đâu tao nhìn đời. Long. Dạ. Dạ. Tao kêu con tao, ai biết mày dạ mày? Nghe ba nói nè, bây giờ vậy, Long. Dạ. Tao kêu con tao mày dạ làm cái gì? Dạ con tên Long. Trùng tên thôi, tao có cách giải quyết. Long Phan Thiết. Dạ. Thằng Long con tao ở Phan Thiết. Con cũng ở Phan Thiết. Dạ đúng rồi. Tôi tên là Trần Văn Thái, có đứa con tên Long ở Phan Thiết. Dạ. Cái gì nữa mày? Dạ ba con tên Thái. Má tao bắt đầu thấy mệt rồi đó. Long Phan Thiết, nó có một đứa bạn quê ở Phan Thiết. Dạ. Mày đừng nói tao mày ở Phan Thiết nghe. Dạ đúng rồi, quê con Phan Thiết bác. Dạ quê con cũng ở Phan Thiết nè bác. Tao biết rồi mày. Mày đánh. Thằng Long Phan Thiết có bạn gái quê Phan Thiết, tên thiệt là Linh. Dạ. Cái gì nữa mày? Con tên Linh. Con cũng tên Linh. Tao biết rồi mày. Má, tao làm lại từ đầu nữa nè. Thằng Long Phan Thiết có nhỏ bạn gái Phan Thiết, tên thiệt là Linh, đứng bên trái. Dạ. Bên trái mày ơi. Dạ đúng. Dạ bị rối quá. Rối dạ. À, xin lỗi bác, con dạ. Bị mù luôn. Bên nào trái, bên nào phải. Nhà tôi làm nước mắm, có thằng Long Phan Thiết, con nhỏ bạn Phan Thiết tên Linh, đứng bên trái. Dạ. Dạ. Mày dạ tao tán cái chết trà, mày dạ cái gì? Mày dạ cái gì? Tao nói rõ ràng cho mày dạ nữa hả? Mày ép tao quá vậy? Dạ tại nhà con cũng làm nước mắm. Bây giờ vậy, tao có cách rồi. Thằng Long, giám đốc. Dạ. Cái gì nữa mày? Thằng này giám đốc. Mày dạ cái gì? Bây giờ ba nói cho con nè Long. Dạ. Dạ. Con bây giờ đang là giám đốc. Dạ. Con quản lý một công ty lớn như vậy. Dạ. Con quê Phan Thiết. Dạ. Có bạn gái ở Phan Thiết. Dạ. Má ta mệt nha. Không có, con thấy nó bị rối rối sao á bác? Dạ. Bây giờ mình bình tĩnh nè, bây giờ tụi mình bình tĩnh lại hết đi. Bây giờ bây giờ mình ngồi xuống đi. Ví dụ mà giờ kêu tới ai nữa đứng lên đi để cho dễ phân biệt. Dạ dạ đúng rồi, đúng rồi. Ngồi xuống rối đi. Rối quá. Em rồi bây giờ kêu tên nè, giờ bác bắt đầu nè. Tôi có con tên là Long Phan Thiết. Có hai đứa con gái quê Phan Thiết. Dạ. Dạ. Tôi tên là Thái. Hay quá. Bà nội cha rồi giờ sao? Có sao không em? Không không. Thì rồi tôi có cách rồi. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Đúng rồi. Ngồi xuống mình biết liền. Tôi tên là Thái, chủ hãng nước mắm Thái Long. Ngồi xuống trước. Có đứa con tên là Long, quê Phan Thiết. Hay quá. Sao? Bên cạnh đó nó có một đứa bồ tên là Linh, quê Phan Thiết. Ngồi dạ, xuống luôn. Dạ. Hết mẹ rồi. Hết mẹ rồi giờ tính sao? Tại vì mình đang rối cái vấn đề rồi. Nằm ở đây là Long, trùng tên Long, Long Linh Linh nè, Long Linh gì đó nè. Bây giờ mình từ từ Long thôi. Trái, Long, Long phải. Ừ, bây giờ ba kêu là Long trái hay Long phải đi. Đó, bây giờ tôi là con tên Long ở bên trái. Con tôi làm giám đốc, đúng không?
Ai là thằng Long giám đốc? Đây. Ai là thằng Long tài xế? Đây. Cái gì? Bây giờ bay giám đốc. Tao lên tân sông nghe bay. Tao nói lại một lần nữa tao mệt nghe. Thằng nào là thằng Long giám đốc? Dạ đây. Thằng nào là thằng Long tài xế? Đây. Là sao hả Long? Bây giờ mày nói đi. Dạ. Mày là thằng Long gì? Dạ con là thằng Long tài xế. Còn thằng này? Con mướn nó làm giám đốc. Còn mày? Dạ con là thằng Long giám đốc. Được mướn. Được thuê làm giám đốc cho thằng Long tài xế. Nó má. Ba ơi, tại vì nó vướng con cái nghĩa lớn lắm ba. Từ năm lớp 1, lớp 5 với 37 ngàn là con lo cho nó. Thì ra cái thằng mà lấy tài sản gia đình tao từ năm lớp 1 cho tới khi trưởng thành là mày. Dạ không phải bác. Bác ơi, có gì bình tĩnh từ từ nói bác. Là sao? Là bây giờ mày là giám đốc rồi, mày mướn thằng này làm tài xế. Sao mày không nói tao mày làm tài xế, mà mày nói nó là mày đi làm giám đốc? Nói vậy quê lắm. Mày không nói vậy mày quê lắm. Mày làm tao quê lắm. Mày hiểu không? Dạ hiểu, giờ con mới hiểu là bao giờ con nói thiệt cho biết con làm tài xế. Dạ còn con là Linh, là bạn gái của Long giám đốc. Con không liên quan gì hết á. Mày đi đi. Rồi tao hiểu rồi. Như vậy là thằng này làm tài xế cho thằng này. Dạ. Thì thằng này là giám đốc, thì quen với con nhỏ này. Dạ. Thì khi tao lên đây tao thấy vô tình là con nhỏ này. Dạ. Nó nói là nó quen thằng Long. Tao dạ. hiểu lầm là thằng Long là thằng Long này. Dạ. Là ba thì vô tình con nhỏ này, tao nói cho nhỏ này biết, nhỏ này khóc. Thì nhỏ này gặp thằng này hay ôm nhau, thì con nhỏ này ra ghen. Dạ. Ghen xong rồi lại ôm thằng này. Dạ. Thì tao có tưởng con nhỏ này quen thằng này, xong quen thằng này. Đó, mọi chuyện là tại tao. Ba không. Nó như là vỡ ra rồi đó, bác vỡ ra được vấn đề rồi đó. Dạ. Dạ. Lúc đầu tụi con ở trên này sống yên biển lặng, từ ngày có ba vô nó rối một nùi luôn á ba. Dạ. Như vậy là xin lỗi bà con hai họ làng xóm láng giềng. 30 phút vừa rồi tất cả mọi chuyện là do tôi gây ra. Đây tôi Thái, chủ hãng nước mắm, xin lỗi gia đình. Vâng thưa quý vị, với các nghệ sĩ Gia Linh, Hoàng Mèo, Tiến Luật, Thu Trang và Trường Giang. Nói rồi, để từ từ xuống dưới tôi đi trước, tôi sắp xếp đội hình ở dưới cho. Xuống có quen ai đâu rồi, có chỗ ở không? Ừ. Bà chết không ai nấu mấy cái món đỉnh á, thèm gần chết. Ok, cuộc sống mà ha. Biết.